bay bay cà phê lịch sử giang tay, di tích cùng thăm thú đón chuyến du xuân hôm nay. Khắp nơi trên quê hương đền chùa thánh đường văn miếu, thờ các vua các thánh lịch sử đất nước ngàn năm. Vui sao khi xuân sang chan chứa tình đất núi sông, nơi hương khói lâng lâng lắng nghe anh Nguyễn Chí Công. Người sang lập Uyên Bác viết sách nhiệt tình dẫn dắt, lịch sử Việt Nam qua đình chùa đền miếu tổ tông. Vươn cao biết bao mái chùa, uy nga tòa thánh thanh bình, miền đất nhân kiệt địa linh, tự hào ngàn năm giảng danh, hào hùng lịch sử núi sông, cháu tiên con rồng nói dấu. Xuân bay bay cà phê lịch sử giang tay, di tích cùng thăm thú đón chuyến du xuân hôm nay. Khắp nơi trên quê hương đền chùa thánh đường văn miếu, thờ các vua các thánh lịch sử đất nước ngàn năm. Vui sao khi xuân sang chan chứa tình đất núi sông, nơi hương khói lâng lâng lắng nghe anh Nguyễn Chí Công. Người sang lập Uyên Bác viết sách nhiệt tình dẫn dắt, lịch sử Việt Nam qua đình chùa đền miếu tổ tông. Vươn cao biết bao mái chùa, uy nga tòa thánh thanh bình, miền đất nhân kiệt địa linh, tự hào ngàn năm giảng danh, hào hùng lịch sử núi sông, đồng bằng Bắc Bộ yêu mến. Nghìn điểm đến du lịch chờ mong, vươn cao biết bao mái chùa, uy nga tòa thánh thanh bình, miền đất nhân kiệt địa linh, tự hào ngàn năm giảng danh, sự núi sông, cháu tiên con rồng nói dấu, đồng bằng Bắc Bộ yêu mến. Nghìn điểm đến du lịch chờ mong, nghìn điểm đến du lịch chờ mong.